Ôi trời ơi, nó đang ăn rồi ơi. Ôi, nó chạy được kìa. Chạy. Ui, nó khô lại luôn. Đấy, nó kêu ấy. Tiếng gầm nó ở phía bên nhà hoa bên kia kìa. Mày qua mình phải giả đây. Mày qua chạy kiểu không rồi chết luôn. Bọn này nó kinh lắm. Con ghi một con quỷ chúa này, hai con nó kết hợp với nhau là nó có sức mạnh rất là kinh khủng anh em nhá. Chúng ta hoàng ấy. Ok, cho nó hoàng thôi. Ui, gầm ở đây này anh ơi. Ui, ngay cửa kia thôi. Anh em thấy nhá, ngay cửa kìa. Vừa mới như con cứu tha thì tha người, có người kêu cứu thảm thiết lắm. Vẫn là cái đầu rồi. Nó vừa mới ăn cái đầu còn cái tay thôi. Ôi cái tay. Ôi tất máu rồi. Ôi mẹ ơi. Cháu mày em ơi. Ôi nhưng nó vừa ăn, nó ăn dở anh em ơi. Thành nhìn cái này, cái tay này không giống tay người đâu. Nó thấy quỷ sao anh ơi. Tay không máu. Tay còn xác không thôi. Cái tay quỷ bọn lấn ấy đúng không? Đúng rồi. Ôi mẹ ơi, ui là con ui là cái gì đây? Ui cái mũi dài chứ, ui cái mũi của nó, ui dở ơi, ui cái mũi dài, ui mày đấm mày nát đầu mày luôn, ui thủy trùng cuối em ơi, trùng cuối, mày nó không biết đau, mày mẫn cả một cái thành phần của đau rồi anh em ơi, như uống panadol anh em ạ, cái bà khỏe lắm, hơn con mũi thôi, nó tinh cơ. Hồ lý tinh thì nó cũng là do bà này điều khiển đấy anh em nhá. Mày ui giời ơi, cái mũi của nó này. Wow, nát bét mũi rồi anh em ơi, chết rồi. Bét mũi rồi. Anh mở cửa nhá. Đóng anh em. Thử đẹp luôn đấy anh em ạ. Wow. Rồi mở đây anh em nhá. Vừa bút nữa anh em. Có gì không? Bái ra kìa. Anh em mới bảo vũ thủy ra anh em nhá. Đi mũi vũ thủy không thể gọi là bà được. Mũi vũ thủy ra anh em ơi. Mày nát đầu mày luôn. Ui vỡ có mũi đầu rồi. Ui trông tường ra. Ui nhìn cái đầu ra. Mũi vũ thủy anh em ơi, nhìn cái đầu ơi. Wow, mũi vũ thủy nhát này chết chắc rồi anh em nhá. Em rất mũi đây. Có thể nó có sức mạnh ở cái mũi đấy. Sao cái mũi đấy? Mũi nó chắc lắm, nó dài nhưng mà chắc lắm, như mũi tây ấy. Ông gửi nó ra, ra xa cái bước ấy. Cứ tối các bạn nghe tiếng gừ này nhỉ. Cứ tối phát là nghe tiếng gừ. Cứ con này nó giống trong tối đây. Ui cái đầu đó. Đi trong tối thôi. Ui không phải mũ thủy đâu. Này đâu nhỉ? Ôi
thế. Ôi, vẫn đi cái đầu mày không? Ôi, răng nó chắc lắm mọi người. Con này như miệng đỏ anh. Miệng đỏ. Hình như con này giống như con vịt. À không phải. Ê, con Huggy. Huggy rồi ơi. Huggy tinh rồi. Ra tay mới à? Ê, quá. Ôi. Ôi, mày. Ôi. 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 Còn này ra ngoài tí nữa ánh nắng chiếu là nó sẽ chói, nó cháy đen luôn. Cháy đen luôn đấy nhá. Ô ghi đây. Mày nói ra đây. Ô nó không dám ra nhá. Nghe tiếng nói mình ấy. À con này nó hiểu tiếng em mình nói mọi người nhá. Mày. Ui, chui vào trong sâu rồi. Mày vào tiêu diệt nó nhá. Rồi. Ui. Thấy chưa. Yêu ơi, hay là anh vòng ra đằng sau kia đi. Không được ra. Anh vòng ra đằng sau thử nó. Vẫn đầu luôn. Vẫn đầu luôn. Hôm nay phải tiêu diệt nó anh ấy. Chạy đi. Ôi, tôi đau. Quá chưa, quá chưa. Ôi, quá chưa.